Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu. Trong ngày một kiếp có tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ như lá nghĩa nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 660. Kinh Bảo Vũ quyển 2. Lại nữa này thì Nam, Đại Bồ Tát thành tựu 10 pháp sau đây thì được nhẫn viên mãn. Những gì là 10? 1. Nội nhẫn viên mãn, 2. Ngoại nhẫn viên mãn, 3. Pháp nhẫn viên mãn, 4. Theo lời Phật dạy nhẫn viên mãn, 5. Chẳng phân hạng nhẫn viên mãn, 6. Không phân biệt nhẫn viên mãn, 7. Không việc đối đại nhẫn viên mãn, 8. Không giận hờn nhẫn viên mãn, 9. Bi nhẫn viên mãn, 10. Thệ nguyện nhẫn viên mãn. Thế nào gọi là Bồ Tát nội nhẫn viên mãn? Này thiện nam, nghĩa là các Bồ Tát đối với những ưu buồn khổ não thuộc bên trong có thể an nhẫn vững tâm, không bị bức bách, đó gọi là Bồ Tát nội nhẫn viên mãn. Thế nào là Bồ Tát ngoại nhẫn viên mãn? Này thiện nam, tức là Bồ Tát nghe người khác nói lời thô bỉ, mắng chửi, bơi móc, nói xấu, hủy nhục cha mẹ, bà con thân thuộc, a giá lợi đa ô ba đà gia, và nghe lời hủy bán tam bảo. Bồ Tát nghe rồi không khởi lên sân hận, chẳng bơi móc hủy nhục lại, cũng chẳng vì sân hận tùy miên của kẻ ấy mà làm cho Bồ Tát lôi cuốn theo. Ngược lại, Bồ Tát luôn cố gắng nhẫn chánh niệm an ổn. Đó gọi là Bồ Tát ngoại nhẫn viên mãn. Thế nào là Bồ Tát được pháp nhẫn viên mãn? Là Bồ Tát đối với những lời Phật dạy trong Tố Đát Lãm, tất cả pháp nghĩa rất sâu xa phía diệu, chẳng đến chẳng đi, tôi tánh vắng lặng, lìa mọi phân biệt chấp thủ, tôi tánh niết bàn. Bồ Tát nghe rồi không hoảng sợ, suy nghĩ thế này, nếu ta không hiểu các pháp sâu xa vi diệu, thì không bao giờ chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do nhân duyên đó, Bồ Tát giữ gìn hết thảy các pháp để tư duy tu tập, tâm sinh tinh hiểu, đó gọi là Bồ Tát được pháp nhẫn viên mãn. Thế nào là Bồ Tát nghe thôi lời Phật dạy nhẫn viên mãn? Là các Bồ Tát nếu khi khởi lên sân giận gây tổn hại, chính Bồ Tát suy nghĩ thế này, sân giận này từ đâu khởi sinh, diệt bằng cách nào, do ai mà khởi, làm sao mà khởi, vì duyên gì khởi. Bồ Tát suy nghĩ như vậy, hiểu rõ nhân của chủ thể khởi không thể được, nhân của chủ thể diệt cũng chẳng thể được. Chủ thể khởi đã không, thì đối tượng khởi cũng chẳng có. Thậm chí, đối tượng được duyên đều không thể được. Do đó Bồ Tát ăn nhẫn mà trụ, không còn duyên sân để khởi. Đó gọi là Bồ Tát nghe theo lời Phật dạy, được nhẫn viên mãn. Thế nào là Bồ Tát không phân hạng nhẫn viên mãn? Là các Bồ Tát chẳng có nhẫn ban ngày mà ban đêm không nhẫn, chẳng có nhẫn ban đêm mà ban ngày không nhẫn, chẳng có nhẫn ở nước mình mà ở nước khác không nhẫn, chẳng có nhẫn ở nước khác mà ở nước mình không nhẫn, chẳng có nhẫn với người có danh tiếng, còn người không danh tiếng chẳng nhẫn, chẳng có nhẫn với người không danh tiếng, còn người có danh tiếng chẳng nhẫn. Bồ Tát đối với mọi lúc tất cả quốc độ, người có danh tiếng hay không có danh tiếng cũng đều luôn nhẫn hết thảy. Đó gọi là Bồ Tát chẳng phân hạng nhẫn viên mãn. Thế nào là Bồ Tát không phân biệt nhẫn viên mãn? Là các Bồ Tát không chỉ nhẫn đối với cha mẹ vợ con tâm bằng quyến thuộc, ở chỗ này nhẫn, chỗ khác không nhẫn, mà thậm chí như chiên trà la, Bồ Tát cũng hay hành nhẫn. Đó gọi là Bồ Tát không phân biệt nhẫn viên mãn. Thế nào là Bồ Tát không việc đối đại nhẫn viên mãn? Là các Bồ Tát khi tu nhẫn nhục, không vì của cải vật chất, không vì hoảng sợ, không vì làm ân, không vì thuận theo đời, và không vì sự xấu hổ mà tự tánh của Bồ Tát luôn nhẫn như vậy. Đó gọi là Bồ Tát không việc đối đại nhẫn viên mãn. Thế nào là Bồ Tát không sân giận nhẫn viên mãn? Là các Bồ Tát nếu chưa gặp nhân duyên sân giận và chưa bị người khác gây sân giận thì lòng Bồ Tát thường an nhẫn. Nếu gặp nhân duyên sân và bị người khác sân, nói những lời khinh khi trách mắng, hoặc dùng tay đánh đập, hoặc dùng dao gậy làm tổn hại, Bồ Tát bị như vậy liền nghĩ thế này, ta bị nghiệp khinh khi hủy bán do ta đã gây ra, nên ta nên chấp nhận việc này chẳng phải cha mẹ bà con ta tạo ra, cho nên ta nay hoan hỷ nhận chịu, cũng chẳng phải nội ngoại địa giới chịu, thủy hỏa phong giới cũng là như vậy. Do đó Bồ Tát quan sát không điên đảo, nên khi gặp nhân duyên sân hay không sân, cả hai đều nhẫn. Đó gọi là Bồ Tát không sân giận nhẫn viên mãn. Thế nào là Bồ Tát bi nhẫn viên mãn? Là các Bồ Tát được làm quân chủ hoặc làm vua nước nhỏ, có nhiều vật báu và nhiều thứ của cải,
Bồ Tát đối với các hữu tình nghèo khổ đó bị họ mắng chửi, trách móc não loạn thì hoàn toàn chẳng khởi tâm sân giận gây tổn hại họ, cũng chẳng tự cao ra vẻ oai quyền thế lực nhà vua, mà chỉ tư duy các hữu tình này cho ta thống lãnh, ta nên nuôi dưỡng và bảo vệ họ. Do vậy Bồ Tát không gây tổn hại từ nhân duyên ấy, Bồ Tát khởi tâm đại bi, nhẫn chịu an trụ, đó gọi là Bồ Tát bi nhẫn viên mãn. Thế nào là Bồ Tát được tạo nguyện nhẫn viên mãn? Là các Bồ Tát tư duy như vậy: ta từng ở chỗ tất cả Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, rống tiếng sư tử, thể tu giác ngộ thành chánh giác rồi, và biển sinh tử trong buồn phiền não có vất tất cả hữu tình, vì thế không nên sinh sân não, mà ta phải chuyên rộng siêng năng tu tập, vì cứu vớt, vì làm thành thục, vì muốn được phục an lạc cho các hữu tình. Nếu ta khởi lên sân giận gây tổn hại cho họ, chứ không thể bao dung, làm sao có thể sinh bi nhẫn để cứu vớt hữu tình? Này thì nam, như có vị thầy thuốc giỏi hay dùng kim chữa bệnh, thấy có chúng sinh mắc bị màng che, suy nghĩ thế này: ta thương họ nên lột màng mắt cho họ để khỏi bị che tối. Lúc ấy vị lương y lại suy nghĩ như vậy, nhưng chính mình lại lo mắt mù tối. Này thì nam, ý ông thế nào? Vị lương y ấy có thể chữa trị lột màng che mắt cho các hữu tình kia được sáng mắt chăng? Bồ Tát chỉ cái bạch Phật: bạch Thế Tôn, không thể được. Phật bảo Bồ Tát chỉ cái: này thì nam, cũng vậy Bồ Tát suy nghĩ thế này: nay ta không nên dùng kim bát nhã để lột màng mắt cho thế gian, do tự tâm ta còn vô minh che lấp, như vậy làm sao có thể diệt trừ được vô minh hoặc cho họ. Do nhân duyên này, Bồ Tát không bao giờ gây tổn hại mà luôn an trụ tu nhẫn, đó gọi là Bồ Tát được thệ nguyện nhẫn viên mãn. Này các, này thì nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp ấy thì được nhẫn viên mãn. Lại nữa, này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì được tinh tấn viên mãn, những gì là 10? 1. Tinh tấn như kim cang. 2. Tinh tấn chẳng ai theo kịp. 3. Tinh tấn lìa nhị biên. 4. Tinh tấn rộng lớn. 5. Tinh tấn dồi dào. 6. Tánh thường tinh tấn. 7. Tinh tấn thanh tịnh. 8. Bất cộng tinh tấn. 9. Tinh tấn không khinh tiện. 10. Tinh tấn không kiêu ngạo. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát tinh tấn như kim cang? Là các Bồ Tát phát khởi tinh tấn chuyên cần tu tập ở nơi các hữu tình. Ai chưa chứng niết bàn làm cho chứng niết bàn, ai chưa được độ làm cho được độ, ai chưa giải thoát làm cho giải thoát, ai chưa yên ổn làm cho yên ổn, ai chưa chứng đẳng giác làm cho chứng đẳng giác. Bồ Tát siêng năng tu tập như vậy, lúc đó thiên ma tìm tòi những chỗ thiếu sót của Bồ Tát để phá hoại. Đến chỗ Bồ Tát nói thế này: thì nam, âm chớ tinh tấn làm những việc cần khổ này. Vì sao? Vì ta đã từng phát khởi tinh tấn chuyên cần tu tập ở nơi các hữu tình. Ai chưa chứng niết bàn làm cho chứng niết bàn, ai chưa được độ làm cho được độ, ai chưa giải thoát làm cho giải thoát, ai chưa yên ổn làm cho yên ổn, ai chưa chứng đẳng giác làm cho chứng đẳng giác. Tinh tấn như vậy là người ngu cuồng mê lầm, tất cả đều là pháp hư vọng chẳng chân thật. Thì nam, ai khởi tinh tấn chuyên cần tu tập như vậy, ta chưa thấy có một hữu tình nào có thể đối với A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề mà chứng đẳng giác. Thì nam, ta biết vô lượng vô số hữu tình đều có thể chứng nhập niết bàn dị thừa. Này thì nam, các ông tinh tấn cầu pháp hư vọng mà bỏ tâm này để lìa các khổ não. Lúc ấy Bồ Tát suy nghĩ: đây chắc chắn là ma não hại ta. Bồ Tát hiểu rõ biết đây là ma tuyết, liền nói với ma: này ma Ba Tuần, suy nghĩ xấu của ngươi muốn phá hoại ta, ngươi hãy lo cho ngươi, chớ lo việc của ta. Đức Thế Tôn đã dạy: này ma Ba Tuần, tất cả thế gian đều tùy theo sự tự nghiệp hay cộng nghiệp đã gây ra mà đưa đến cảnh giới tái sinh. Này ma Ba Tuần, này người cũng tùy theo tội nghiệp hay cộng nghiệp đã gây ra mà đưa đến cảnh giới tái sinh. Như vậy, ngươi hãy nên tùy nghiệp mà đi, chớ não loạn ta, chẳng lợi ích chi mà mãi mãi tự chịu khổ não. Khi đó tâm ý của ma là rút lui và tự sinh hổ thẹn bởi ý nghĩ xấu rồi ẩn mất. Do vậy, nếu khi ma vương và các chúng ma đến não loạn muốn tìm những sơ hở của Bồ Tát để phá hoại, thì tâm Bồ Tát hoàn toàn không lay động, dũng mãnh giữ gìn vững chắc chẳng thoái chuyển. Đó gọi là Bồ Tát tinh tấn như kim cang. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát được tinh tấn chẳng ai theo kịp? Là các Bồ Tát phát khởi những loại tinh tấn như vậy, các Bồ Tát khác tuy từ lâu đã thích tập tịnh nghiệp an trụ nơi chân tánh, nhưng hoàn toàn chẳng thể bị kịp Bồ Tát phát khởi những loại tinh tấn này. Dù chỉ một phần nhỏ mà ma đẳng phần cho đến tính toán thí dụ Obani Sắc Đàm phần cũng không thể sánh kịp, huống gì là tất cả thanh văn duyên giác. Trong đó sức tinh tấn phát tâm của Bồ Tát có thể thâu giữ tất cả Phật Pháp, là có thể lìa bỏ những nghiệp tội, các pháp bất thiện,
Đó gọi là Bồ Tát được sức tinh tấn chẳng ai theo kịp. Thế nào là Bồ Tát tinh tấn lìa nhị biên? Là các Bồ Tát thường khởi tinh tấn không tăng không giảm. Vì sao? Vì tăng lên cùng tột thì sinh ra kiêu ngạo, còn hạ thấp xuống thì sinh biến rễ. Cho nên Bồ Tát luôn luôn tinh tấn không tăng không giảm. Đó gọi là Bồ Tát tinh tấn lìa nhị biên. Thế nào là Bồ Tát tinh tấn rộng lớn? Là các Bồ Tát phát khởi tinh tấn như vậy. Ta nguyện sẽ được sắc đẹp đoan nghiêm của Như Lai, được vô kiến định tướng, được đầy đủ ánh sáng, được sắc đẹp tùy thân của chư Phật. Là còn khởi tinh tấn như vậy, ta nguyện sẽ được vô lượng đại trí vô ngại của chư Phật và được đại oai đức thắng nghĩa tánh. Đó gọi là Bồ Tát tinh tấn rộng lớn. Này thì Nam, thế nào là Bồ Tát tinh tấn mãnh liệt? Là các Bồ Tát phát khởi tinh tấn lìa hẳn mọi trần cấu lỗi lầm, như ngọc mani và vàng ròng, không còn tạp chất tì vết, ánh sáng rực rỡ của nó tỏa xung quanh tuyệt đẹp lẫy lừng. Bồ Tát tinh tấn mãnh liệt cũng như vậy, lìa hẳn tất cả trần cấu lỗi lầm. Vì sao gọi là tinh tấn trần cấu? Vì sao gọi là tinh tấn lỗi lầm? Nghĩa là buông lung lười biếng, không tiết chế ăn uống, không biết tự lượng, tác ý chẳng như lý, khởi tư duy ác. Đó gọi là tinh tấn trần cấu, cũng gọi là tinh tấn lỗi lầm. Thế nên nếu Bồ Tát lìa hẳn những tinh tấn ấy mà luôn luôn năng nổ tinh tấn, thanh tịnh vô cấu tươi sáng không còn lỗi lầm, đó gọi là Bồ Tát tinh tấn mãnh liệt. Thế nào là Bồ Tát tánh thường tinh tấn? Là các Bồ Tát đối với những oai nghi luôn luôn phát khởi mọi tinh tấn, tánh thường chuyên cần dũng mãnh, không khi nào dừng bỏ, thân tâm chưa từng mỏi mệt biến trễ, đó gọi là Bồ Tát tánh thường tinh tấn. Thế nào là Bồ Tát tinh tấn thanh tịnh? Là các Bồ Tát luôn luôn phát khởi tinh tấn như vậy, tất cả tội lỗi, những pháp bất thiện, việc không lợi ích làm chướng ngại đạo, thậm chí những điều bất thiện cực nhỏ, một tâm niệm ác cũng không phát khởi, huống nữa là các pháp bất thiện rộng lớn. Vì thế Bồ Tát đều đoạn trừ tất cả thuần lý niết bàn, tư lương thánh đạo, hướng đến Bồ Đề phần. Pháp thiện như vậy, Bồ Tát tu tập làm cho Bồ Đề tăng trưởng rộng lớn viên mãn, đó gọi là Bồ Tát tinh tấn thanh tịnh. Thế nào là Bồ Tát bất cộng tinh tấn? Là các Bồ Tát suy nghĩ như vậy, giả sử mười phương hằng hà sa có lửa bốc cháy tràn khắp như ngục A Tỳ, sang thế giới bên kia có một chúng sinh chịu các khổ não, không có chỗ về, không nơi nương tựa, không người nhờ cậy. Bồ Tát thương xót hữu tình ấy mà vượt qua biển lửa bùng cháy kia để đến nơi ấy mà giáo hóa, còn không kể khó nhọc, huống nữa là nhiều hữu tình mà không cứu giúp chăng. Lòng đại bi tinh tấn của Bồ Tát như vậy thì ngoại đạo và hàng nhị thừa không thể bị kịp. Đó gọi là Bồ Tát bất cộng tinh tấn. Thế nào là Bồ Tát tinh tấn không khinh tiện? Là các Bồ Tát chẳng bao giờ khởi tâm vì ta tinh tấn yếu ớt thấp kém và lười biếng nên tu tập Bồ Đề tất nhiên là khó được. Là chẳng suy nghĩ như vậy, ta không thể khánh phát tới tập khổ hạnh như vậy trong vô lượng kiếp, ngàn vạn kiếp, như chữa lửa cháy đầu mới chứng Bồ Đề. Bồ Tát không có tâm thoái lui như vậy mà lại phát tâm thế này. Tất cả Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác thời quá khứ, Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác trong hiện tại và Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đời vị lai, các Đức Như Lai ấy trong vô lượng kiếp tinh tấn tu hành đều chứng đẳng giác. Dù các đức Phật này tinh tấn tu hành nhiều đời mới được chứng chánh đẳng giác như vậy, nên ta cũng như thế và trải qua nhiều kiếp tu các hạnh mới được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì ba đời các Đức Như Lai hành tinh tấn mới thành Phật. Lần nữa ta thề vì tất cả hữu tình tinh cần tu tập mà chịu ở địa ngục trọn, chẳng vì mình mà tinh tấn tu tập để chứng niết bàn. Đó gọi là Bồ Tát tinh tấn không khinh tiện. Thế nào là Bồ Tát tinh tấn không ngạo mạn? Là khi Bồ Tát phát khởi tinh tấn hoàn toàn không đắm, không tham đắm, tự cao, ngạo mạn, khinh người khác. Kẻ trí nào nghĩ đến ơn người khác mà không hành tinh tấn sao? Đó gọi là Bồ Tát tinh tấn không ngạo mạn. Này thì Nam, là Bồ Tát thành nào thành tựu mười pháp này thì được tinh tấn viên mãn. Lại nữa, này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì được tịnh lộ viên mãn. Những gì là mười? Một, cho nhóm phước đức. Hai, luôn luôn chán lìa. Ba, chuyên cần tinh tấn tu tập. Bốn, đa văn đầy đủ. Năm, lãnh thọ sự chuyên cần tu tập không điên đảo. Sáu, như pháp tu hành. Bảy, được căn tánh nhạy bén. Tám, được tâm thiện xảo. Chín, được samatha thiền chỉ, vipassana thiền quán, thiện xảo. Mười, không chấp trước. Thế nào là Bồ Tát cho nhóm phước đức? Là các Bồ Tát ưa thích đại thừa, thường lại thường tích tập những căn lành, sinh ở đâu cũng gặp được tri thức thiện, rồi hay tu tập các diệu hạnh, thường nguyện sinh vào nhà đại Bà La Môn, sẽ đến lợi đại cư sĩ, sinh đến những nơi ấy luôn được chánh tín, cho nhân duyên đó căn lành tăng trưởng rộng lớn vô thượng, là vì luôn luôn không lìa tri thức thiện. Tri thức thiện là chư Phật và tất cả Bồ Tát. Do Bồ Tát này quán tập căn lành tăng trưởng dồi dào, quan sát thế gian khổ não bức bách là nơi tập hợp các bệnh tật u ám ngăn che, không nơi an trú. Vì sao? Vì nhân duyên tham dục. Thế nào là Bồ Tát luôn nhàm chán xa lìa
là do nhân duyên ở trước nên các Bồ Tát suy nghĩ nên ta không nên ở thế gian này sống theo tham dục, vì tham dục kia chỉ do vọng tình phân biệt sinh ra. Chư Phật đã nói tất cả tham dục là những lỗi lầm tai họa, dục ấy như chuông, như cái đục sắt, như kiếm, như dao bén, như rắn độc, như bọt nước, như thịt ương thối bốc mùi hôi hám đáng nhờn. Do đó Bồ Tát khởi tâm nhàm chán xa lìa, cắt bỏ râu tóc, mặc pháp phục chánh tín xuất gia, sống không gia đình. Thế nào là Bồ Tát chuyên cần tu tập tinh tấn? Là Bồ Tát này đã xuất gia rồi, phát đại tinh tấn, những điều chưa được làm cho được, chưa hiểu làm cho hiểu, chưa chứng làm cho chứng. Thế nào là Bồ Tát đa văn đầy đủ? Là Bồ Tát này nhờ nhân duyên lãnh thọ đa văn ở trước, nên đối với thế tục đế và lý sâu xa nhiệm màu trong thắng nghĩa đế, tuyên thuyết tài giỏi. Thế nào là Bồ Tát lãnh thọ chuyên cần tu tập không điên đảo? Là Bồ Tát này đối với lý của các đế, ghi nhớ trong lòng, tinh cần tu tập khéo léo không điên đảo. Thế nào là Bồ Tát như pháp tu hành? Là Bồ Tát được thiện xảo rồi như pháp tu hành, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và chánh kiến. Đó là Bồ Tát tu tập tám chánh đạo. Thế nào là Bồ Tát được lợi căn? Là Bồ Tát này tu tập đạo chí rồi, căn tánh nhạy bén, sáng suốt và hiểu rõ chân tánh, chân chánh. Do đó Bồ Tát an trụ vắng lặng, xa lìa chấp trước và những nơi ồn ào, không ưa nói nhiều, lại hay lìa bỏ dục, sân hận, não hại và bất tử, xa lìa quyến thuộc, tiếng khen và lợi dưỡng. Thế nào là Bồ Tát được tâm thiện xảo? Là Bồ Tát này cho nhân duyên trên và được tâm thiện xảo, thân thường vắng lặng. Bồ Tát quan sát tâm mình đối với thiện, bất thiện và vô ký mà tự nghĩ. Nay tâm ta trụ vào tánh nào? Nếu trụ vào thiện, thù thắng, thanh tịnh thì tâm ta sinh tên ưa hoan hỷ. Thế nào là thiện thù thắng? Là 37 pháp bồ đề phần. Nếu tâm ta trụ vào bất thiện thì phải nhàm chán xa lìa, nên phát khởi tinh tấn mới có thể dứt hẳn các pháp bất thiện. Thế nào là các pháp bất thiện? Đó là tham sân si. Tham có ba loại là thượng trung hạ. Thế nào là tham bậc thượng? Là tham dục này đầy khắp thân tâm, tuy thuận theo tâm thấp kém, thường nhiễm đắm vào mọi lúc, không có hổ thẹn. Sao gọi là không hổ? Là tham dục ấy thường khởi tư duy tìm cầu cảnh dục, sự tâm ái nặng say đắm ngợi khen, đó gọi là không hổ. Sao gọi là không thẹn? Là tham dục ấy về những duyên dục này mà có thể đối với cha mẹ và những tôn giả khác khởi lên tranh luận, khinh khi gây tổn hại nặng nề vì tham dục ấy, đó gọi là không thẹn. Do nhân duyên những tham dục ấy mà sinh vào nẻo ác, cho nên gọi là tăng thượng tham dục. Thế nào là tham bậc trung? Là tham dục ấy khi hành tham dục rồi liền sinh nhàm chán xa lìa, lòng khởi lên ăn năn không chịu theo nữa, đó là gọi là tham bậc trung. Thế nào là tham bậc hạ? Là tham dục ấy khi khởi tham dục hoặc chạm vào thân hoặc cùng nói năng hoặc lúc đã thấy rồi, dục tâm liền dứt, đó gọi là tham bậc hạ, bao gồm tất cả của cải để phục vụ và duy trì sự sống. Mà nếu tâm còn chấp trước thì đều gọi là chung tham, gọi chung là tham. Thế nào gọi là sân? Nên biết sân cũng có ba loại là thượng trung hạ. Thế nào là sân bậc thượng? Là sân hận ấy khởi lên những thứ sân giận. Đối với năm nghiệp vô giá chỉ làm theo một nghiệp là hủy bán chánh pháp. Tôi hủy bán chánh pháp tội này hơn năm tội dục, hơn năm nghiệp vô giá kia, số phần chẳng bằng, ca la phần chẳng bằng, cho đến tinh đấng thế dục obani sắc đàm phần cũng không thể bằng. Do nhân duyên đó sinh vào địa ngục. Nếu sinh trong loài người thì hình dáng đen điêu thảm thương, mắt thường đỏ, từng bị người bạo ác gây tổn hại. Do nhân duyên này sinh vào địa ngục, đó gọi là sân bậc thượng. Thế nào là sân bậc trung? Nghĩa là người sân hận khi gây tạo nghiệp, khi gây nghiệp tạo tội rồi có thể mau chóng ăn năn sửa đổi, tìm cách từ bỏ, đó gọi là sân bậc trung. Thế nào gọi là sân bậc hạ? Nghĩa là người sân hận ấy do nỗi sân nên phát ra những lời thô ác, kinh khi, cơ hiểm, tập hợp những nghiệp bất thiện, chỉ trải qua một sát na, một lạp phược, một mâu hô lật đà thì lập tức hối cải, tập từ bỏ, đó gọi là sân bậc hạ. Nên biết si cũng có ba loại là thượng trung hạ. Thế nào là si bậc thượng? Nghĩa là người ngu si ấy thường bám vào tham sân, chưa từng lo nghĩ ăn năn, đó gọi là si bậc thượng. Thế nào là si bậc trung? Nghĩa là người ngu si ấy khi ấy vừa khởi lên chẳng tốt thì lập tức đến trước người phạm hạnh phát lồ sám hối để không bị nghiệp ác chịu bậc quả báo nặng, đó gọi là si bậc trung. Thế nào là si bậc hạ? Là người ngu si ấy trong những điều đức Phật chế chẳng phải tánh giới, có hủy phạm một ít hoặc một hoặc hai hoặc ba thì lập tức liền bỏ, đó gọi là si bậc hạ. Bồ Tát đối với pháp tham sân si kia đều
có thể ngăn chặn cho tâm thiện xảo. Được thiện xảo rồi không bao giờ cho thích đắm nhiễm ái dục. Vì sao? Vì được tâm thiện xảo nó đổ vào tánh vô ký thì liền chuyên cần quan sát chỉ khởi chánh niệm. Thế nào là vô ký? Là khi khởi tâm, tâm không ở trong cũng không ở ngoài, chẳng đổ vào thiện, chẳng đổ vào ác, chẳng đổ vào thì bà sana, cũng chẳng đổ vào samatha, nhưng tâm thấp kém cho đến thùy miên, khiến tâm hôn mê dần dần, giống như người ngủ say khi vừa thức dậy căn thức hôn mê không thể hiểu rõ. Tâm đổ vào vô ký cũng là như vậy. Vì tâm vô ký không hiểu rõ nên trong lòng Bồ Tát tinh chuyên mạnh mẽ an trụ hoan hỷ, đó gọi là Bồ Tát được tâm thiện xảo. Thế nào là Bồ Tát được Samatha thì Bát Xá Na thiện xảo? Là Bồ Tát này được tâm thiện xảo rồi quan sát các pháp như huyễn, như mộng. Tôi dây các pháp, đây là pháp thiện, đây là pháp chẳng thiện, đây là pháp xuất ly, đây là pháp chẳng xuất ly. Các Bồ Tát này quán thấy mọi pháp đều nương nơi tâm. Tâm là tự tánh, tâm là đứng đầu, nó có thể thu phục tâm, khéo điều phục tâm, giỏi hiểu biết tâm, nó có thể nắm bắt tất cả các pháp này. Để khéo điều phục lại giỏi hiểu biết tâm, cho nhân duyên này Bồ Tát có thể tu tập pháp Samatha, buộc tâm như vậy, dừng tâm như vậy và an trụ tâm như vậy, chuyên cần tu tập Samatha như vậy. Bồ Tát liền có thể an trụ tâm vào tánh một cảnh rồi, nhập định quán sát được ly sanh hỷ lạc. Tâm được hỷ rồi, xa lìa dục giới, pháp bất thiện và có tầm, có tứ. Đó gọi là Bồ Tát tu hành trụ vào sơ thiền, loại lìa tầm tứ, không ưa hỷ lạc, quán vô thường rồi xuất, sơ thiền trụ nổi, đẳng tịnh đắc định sinh hỷ lạc. Đó là Bồ Tát nhập vào tịnh lộ thứ hai nhị thiền. Tới đến Bồ Tát nhàm chán xa lìa hỷ và quán khổ rồi trụ vào xả chánh niệm chánh tri và lạc tâm an trụ chánh định, và khi thành tựu trụ xả niệm lạc thì nhập vào tịnh lộ thứ ba tam thiền. Tu hành rồi mà trụ vào giải không nhập tịnh lộ thứ tư tứ thiền liền sẽ bỏ chấp ngã, bỏ chấp ngã nên dứt khổ lạc hết vui buồn, trụ vào không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh. Đó gọi là Bồ Tát tu tập tịnh lộ thứ tư. Là nữa, Bồ Tát quán thân ngang bằng với hư không, sau khi đã tin hiểu rồi sẽ bỏ các sắc tưởng, diệt hết hữu đối tưởng, lìa xa các tưởng, vì sẽ bỏ sắc tưởng, diệt trừ hữu đối tưởng, lìa dậy tưởng, nên nhập vào vô biên không. Đó gọi là Bồ Tát tu tập không vô biên số, siêu việt tất cả không vô biên, hữu tình nhập vào vô biên tức. Đó là Bồ Tát tu tập trụ vào tức vô biên xứ. Sau khi vượt qua tất cả tức vô biên rồi, nhập vào vô sở hữu, đó là Bồ Tát tu tập trụ vào vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua vô sở hữu rồi, Bồ Tát tu tập trụ vào phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Là nữa, các Bồ Tát sơ lìa tâm năng chuyên thọ tưởng, đó gọi là Bồ Tát trụ vào diệt định. Tuy Bồ Tát nhập vào định ấy nhưng hoàn toàn chẳng ưa đắm. Sau khi xuất định, Bồ Tát với đầy đủ từ tâm, xả bỏ tâm oán ghét, xa lìa ý tổn hại, rộng lớn vô lượng, bình đẳng vô nhị, Bồ Tát tu tập cực thiện đối với một phương nhập định rồi, trụ ý hiểu biết cùng khắp ba phương khác bốn cấp trên giới biến khắp thế gian. Bồ Tát với tâm bi đầy đủ, xả bỏ tâm oán ghét, xa lìa ý tổn hại, rộng lớn vô lượng, bình đẳng vô nhị, Bồ Tát tu tập cực thiện đối với một phương nhập định rồi, trụ ý hiểu biết cùng khắp ba phương khác bốn cấp trên giới biến khắp thế gian. Bồ Tát với tâm hỷ đầy đủ, xả bỏ tâm oán ghét, xa lìa ý tổn hại, rộng lớn vô lượng, bình đẳng vô nhị, Bồ Tát tu tập cực thiện đối với một phương nhập định rồi, trụ ý hiểu biết cùng khắp ba phương khác bốn góc trên dưới biến khắp thế gian. Bồ Tát với tâm xả đầy đủ, xả bỏ tâm oán ghét, xa lìa ý tổn hại, rộng lớn vô lượng, bình đẳng vô nhị, Bồ Tát tu tập cực thiện đối với một phương nhập định rồi, trụ ý hiểu biết cùng khắp ba phương khác bốn góc trên dưới biến khắp thế gian cũng vậy. Thế nào là Bồ Tát không chấp trước? Là Bồ Tát này tuy đắc năm thần thông nhưng không chấp trước, thường hay mong cầu tự lương bồ đề và các pháp viên mãn. Này thì nam, là Bồ Tát thành tựu mười pháp này nên được tánh lợi viên mãn. Lại nữa, này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì được bát nhã viên mãn. Những gì là mười? Một, vô ngã thiện xảo. Hai, nghiệp quả thiện xảo. Ba, hữu vi thiện xảo. Bốn, lưu chuyển sinh tử một cách thiện xảo. Năm, lìa bỏ sinh tử một cách thiện xảo. Sáu, được nhị thừa thiện xảo. Bảy, được đại thừa thiện xảo. Tám, lìa bỏ nghiệp ma thiện xảo. Chín, được bát nhã không điên đảo. Mười, được vô đẳng bát nhã. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát được vô ngã thiện xảo? Là các Bồ Tát học bát nhã hay chánh quán sắc thọ tưởng hành thức, khi quan sát sắc sinh không thể đắc, tập không thể đắc, diệt không thể đắc, quan sát thọ tưởng hành thức như vậy thì pháp sinh tập diệt đều không thể đắc, vì trong thắng nghĩa không thủ đắc,
nên chẳng phải nơi thế tục. Thánh nghĩa thế tục từ thánh các pháp chỉ là ngôn thuyết là không thể đắc. Cho nên chuyện đó là lúc nào Bồ Tát cũng không thể không sẽ bỏ thân tâm, vì là vì muốn lợi ích cho các loài hữu tình như cứu độ trái đầu. Vì thế Bồ Tát được vô ngại thiện xảo. Thế nào là Bồ Tát được nghiệp quả thiện xảo? Nói các Bồ Tát tư duy như vậy, tất cả thế gian tự tánh đều không, như nơi hí trường, như thành kiền đà phược, mọi hữu tình thì chẳng thật có nhưng lại chấp trước ngã, do đó không thể thông đạt được thánh đạo. Các hữu tình này suy nghĩ thế này: nó không có ngã, không có hữu tình, mạng giả, sinh giả, ý sinh, sĩ vô, như Bồ Đạt Già La, Ba Na Phược Ca, dưỡng dục giả, tức là không thiện ác, quả diệt tục, thể tánh tụ đắc. Bồ Tát dùng trí tuệ chân chánh rồi biết như thật, đó gọi là Bồ Tát được nghiệp quả thiện xảo. Thế nào là Bồ Tát được hưởng phi thiện xảo? Là chư Bồ Tát dùng trí tuệ chân chánh biết rõ tất cả các pháp hữu phi, tư duy thế này: các pháp hữu phi từng niệm thay đổi, tướng ấy không trụ lâu, giống như xương mất, như dòng nước chảy mạnh. Vì sao trong pháp như vậy mà sinh tham đắm để ma ưu não? Nếu khởi chấp trước các pháp biến đổi hoại diệt, đâu gọi là người trí? Cho nhân duyên này, Bồ Tát đối với pháp hoại diệt không ưa, không chấp trước, khởi tâm chán lìa, đó gọi là Bồ Tát được hữu vi thiện xảo. Thế nào là Bồ Tát xoay vần trong sinh tử khéo léo? Là chư Bồ Tát tư duy như vậy, trong tất cả thế gian, vì dù mình che lấp, từng ở trong sinh tử bị ái trói buộc, do ái làm nhân sinh ra thủ, do thủ làm nhân sinh ra nghiệp thiện ác, do nghiệp sinh nên làm cho hữu nối tiếp, do hữu làm nhân mà khởi ra sinh, do sinh làm nhân nên có lão tử với khổ não. Các khổ tập hợp lần lượt nối tiếp như vậy không dứt, như lấy nước rót vào bánh xe xoay vần trên dưới, sinh tử nối tiếp cũng là như vậy. Do Bồ Tát này dùng bát nhã chân chánh rồi biết như thật, đó gọi là Bồ Tát xoay vần trong sinh tử một cách thiện xảo. Thế nào là Bồ Tát lìa bỏ sinh tử một cách thiện xảo? Là cho Bồ Tát tư duy như vậy, lìa do mình nên không bám vào các hành, sẽ bỏ các hành thì ái không có, xa lìa ái nên thủ chẳng còn, lìa thủ nên hữu chấm dứt, sẽ bỏ hữu kia nên sinh không có, lìa sinh nên dứt hẳn và chết ở bên khổ não. Với Bồ Tát này dùng bát nhã chân chánh rồi biết như thật, đó gọi là Bồ Tát lìa bỏ sinh tử một cách thiện xảo. Thế nào là Bồ Tát được nhị thừa thiện xảo? Là chư Bồ Tát tư duy thế này: pháp này có thể được quả diệu lưu, nhất lai, bất hoại và quả a la hán, chấm dứt các lậu, đoạn trừ các kết tập, không còn tiếp nối sinh tử luân hồi, dầu cho trong niết bàn. Tư duy pháp này được bất chi Phật ví như tê giác đi một mình. Tất cả Bồ Tát dùng bát nhã chân chánh rồi biết pháp này chọn chẳng thủ chứng. Vì sao? Vì các Bồ Tát tư duy như vậy: ta vì lợi ích cho các hữu tình mà rống tiếng sư tử, ta sẽ cứu giúp các loài hữu tình ở trong sinh tử, phát tâm nguyện lớn chẳng bao giờ một mình ra khỏi sinh tử. Đó gọi là Bồ Tát được nhị thừa thiện xảo. Thế nào là Bồ Tát được đại thừa thiện xảo? Là chư Bồ Tát ở trong học giới quán thế người học không thể nắm bắt, điều được học cũng không thể nắm bắt, từ nơi giới mà được quả cũng không thể nắm bắt, nhưng chẳng chấp không đọa vào đoạn kiến, đó gọi là Bồ Tát được đại thừa thiện xảo. Thế nào là Bồ Tát để bỏ nghiệp ma thiện xảo? Là chư Bồ Tát xa lìa những kẻ bất thiện, cùng chẳng ở trong nước ác, lại hay xa lìa sự hiểu biết theo thế tục, tập hợp chú thuật để cầu lợi dưỡng, tôn trọng, cúng dường, lại hay xa lìa pháp chú ngã bồ đề các phiền não, mà luôn tu tập các thánh đạo để đối trừ. Đó gọi là Bồ Tát để bỏ nghiệp ma thiện xảo. Thế nào là Bồ Tát được bát nhã không điên đảo? Là chư Bồ Tát tu tập bát nhã đối với các kinh sách chú thuật triệt tác trong thế gian, hoàn toàn không cầu hiểu biết cho mình, mà thường vì các hữu tình là giáo hóa họ, cũng chẳng vì bản thân để được tiến tốt, là chẳng vì được lợi dưỡng mà vì khai diễn thánh đạo, thánh giáo đại oai đức, chẳng màng phô bày đạo đức của mình, chuyên khởi tư duy chánh giáo thù thắng trong tùy nại gia của Đức Như Lai chế, hiện ra đầy đủ công đức không thể vào các kiến chấp của đạo khác. Đó gọi là Bồ Tát được bát nhã không điên đảo thiện xảo. Thế nào là Bồ Tát được bát nhã không ai bằng? Là chư Bồ Tát học bát nhã vượt hơn nhị thừa tất cả thế gian, thiên ma, phạm thế, các hòa đạo, bà la môn, bát bộ và các chúng trong mọi và mọi hữu tình, chẳng bằng trí tuệ của Bồ Tát, chỉ trừ Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Đó gọi là Bồ Tát được bát nhã chẳng ai bằng. Này thì nam, đại Bồ Tát thành tựu 10 pháp này nên được bát nhã viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kinh Bảo Vũ. Nam mô Bảo Vũ Hội Tượng Phật.
Bồ Tát, vì đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trở nên bổn ăn nặng, chứ cứu khổ ba đường, nếu có ai tới nghe, được Phật tâm Bồ Đề, phát bục báo thân này, đời mình sanh về cực lạc. Kinh Bảo Vũ, quyển 2.